Một vị khách hàng rất là đặc biệt với một chiếc xe rất là to màu hồng rực rỡ. Và đây là idol Ngô Hà Anh. Chào mọi người. Đang qua Trung Auto để nâng cấp hai đôi bi pha và một đôi bi gầm để tăng sáng. Anh ơi, em thấy cái đèn này của em thì nó hơi tối, viện mắt của em nó cận nữa. Em thấy là anh chuyên độ mấy cái món này thì anh sẽ nâng cấp ánh sáng cho em để em đi đường cho nó an toàn. Ok luôn. Với cả là đôi đèn này của em thì em độ rồi, nhưng mà nó chỉ có một chế độ thôi. Thì anh xem là có đôi nào mà đi được nhiều thời tiết hơn không thì anh độ luôn giúp em. Thế thì em làm đôi là Vision V7, 3 chế độ màu đi mọi thời tiết luôn. Đây anh em ơi, chiếc xe của idol Ngô Hạnh này. Mình làm 6 quả đèn này thì đi thì chấm hết luôn. Đây, một quả bi gầm ở đây này, một quả bi gầm ở đây này. Rồi bên cạnh là có hai đôi bi, một đôi bi là led laser này và đôi bên dưới là led. Rồi. Và khi mà độ thì anh em thấy không? Là căn chỉnh ở trên này thì nó sẽ không chói cho người khác. Đó, chỉ có đá pha thì mới làm chói cho người khác thôi. Nên là đến bây giờ thì gần như những cái chiếc xe mà anh em đi xe tải thường xuyên chạy những cái cung đường mà trời tối ấy, thì làm một đôi cũng được, mà ăn chơi làm hai đôi, mà ăn chơi nữa làm ba đôi này thì đúng là sáng như ban ngày luôn đấy. Không tào lao nói phét với anh em luôn, nhưng mà có thêm tí tiền thôi, nhưng mà 365 ngày đấy, nhân với cả là chiếc xe này khấu hao 20 năm thì đi khí nào cũng sáng. Quá độ nha anh em ơi.